Này là má của Trâm đây. Bây giờ ngủ là không có nằm ngủ mà ngồi ngủ vậy đó. Phòng thì không có chịu vô phòng nằm vậy đó. Khi vô phòng nó không có buồn ngủ ngồi đây, mà ngồi thì ngủ vậy đó. Tội nghiệp kìa. Yếu rồi, không có quan tâm tới chuyện gì nữa hết. Được cái là chồng Trâm là rất là thương má, chăm sóc từng ly từng tí. Sống vô phòng nằm đi. Má. Sống vô phòng nằm. Sao vậy? Hả? Có buồn gì không? Hả? Có thấy buồn gì không? Có buồn gì không? Không. Vậy sao ngồi vậy? Vô phòng đi. Hả? Đi tắm nha. Vẫn đi tắm. Kệ đâu mà kệ. Hãy sơn móng. Sơn móng nha. Sơn móng không con sơn cho. Sao vậy? Sơn cho đẹp nè, tay đẹp mà có nước sơn lên càng đẹp hơn. Đeo vàng cho nó đẹp. Hả? Đi chơi không? Dẫn đi. Đi chơi không? Chơi vậy? Sao làm biến? Phải khỏe lên, vui lên, sung lên. Đi. Đi ra sân rồi chơi. Sao? Tại sao? Hay ra ao cá? Tại sao? Việt Nam không? Trở về. Đi Việt Nam không? Không, đang mệt. Mệt là mệt sao? Mệt là mệt sao? Là mệt như thế nào á? Đi bệnh viện không? Hay đi bác sĩ nha? Con gọi bác sĩ đi, dẫn đi bác sĩ nha. Không. Sao mệt mà không đi bác sĩ? Hả? Tại sao? Mệt mà đi bác sĩ coi bệnh gì? Rồi bác sĩ khám, bác sĩ cho uống thuốc mới sống lâu được chứ. Hả? Muốn sống lâu không? Hả? Không. Tại sao? Sống lâu với con cái nè, để con cái còn chăm sóc nữa, vẫn đi chơi. Uống thuốc nhiều vô mới khỏe, ăn nhiều vô mới khỏe. Hả? Ăn gì không làm cho ăn? Muốn ăn gì, thèm gì? Cười cái coi, lâu rồi không thấy cười. Cười cái đi. Đi chơi nha. Con đẩy cho đi chơi, đẩy vòng vòng sớm chơi bờ ao nè. Thôi. Tại sao? Tại sao thôi? Mệt là mệt làm sao? Ấm em ở đây. Hả? Em ngủ rồi mà hồi em thức rồi ẩm ra. Ẩm ra cho giữ nha. Phải khỏe mới giữ em được chứ. Hả? Người lừ đừ vậy ẩm té nó làm sao? Khỏe khỏe rồi mới giữ cháu. Dẫn cháu đi chơi tùm lum hết. Chân chọc lóc luôn.
trước đi đi. Rồi thay áo rồi, đẹp gái à, bính luôn nè. Đẹp chưa? Nó mà trái tim. Thay áo chỉ thay quần, kệ thay được gì hay đó. Thắt bính thôi mới chịu nha. Ăn đi. Nhỏ đó. Kéo bàn lại, kéo sát bàn lại. Dỡ lên cái đôi dép của má dưới cái bàn. Dỡ lên. Dưới đây không vậy? Cho ăn uống thuốc uống sữa. Sữa hả? Đi vô phòng nằm, nãy mới nói vô phòng nằm nó không chịu, nói là lạnh lẽo lắm. Kêu vô ngủ với ba thì nói không, người phòng cho thoải mái. Chia tay lâu lắm rồi. Chia tay. Không muốn ngủ chung. Mấy bữa trước còn ăn rồi giờ hết ăn rồi. Đâu có độ gì vậy? Không có, Hoàng ăn. Hoàng lấy ra bằng hâm hồi Hoàng ăn. Rồi hồi làm cái mới cho má. Nói gì chứ không bao giờ mà hâm để đó đó. Hồi làm cái mới mà phở cho. Tới chương trình đánh răng. Ngày đánh hai lần. Ngủ giờ nào mà đánh. Sáng lần tối lần. Như em bé. Sáng mới thay áo rồi chạy tóc. Cứ ngồi vậy đó. Chừng nào kia đánh răng thì đánh. Bây giờ hả, một tháng trở lại đây á là mới nghe lời á. Chứ trước đó là không mới chịu làm gì hết á. Đánh chửi nát. Cái đó là dụng cụ đánh răng riêng á. Xong rồi cất, đánh xong rồi cất vô, rồi tới rồi rửa, xong rồi chừng nào đánh này đem ra. Giờ ngoài như cái gì, hết chở, xin chở quá thì chứ như bà mẹ chồng khó đánh. Giờ như là con dâu hiền lành á, sẽ lau tay, lau mặt lau tay. Xem vô phòng ngủ đi chạy. Hỏi xem vô phòng ngủ à. À phòng ngủ kìa. Trời có phòng có giường có bụi đằng ngoài không ngủ để nằm nhỏ xíu cho ngủ được quá. Hả? À. Có lotion chưa, lấy chai lotion ra chứ. Chai lotion trong phòng. À chứ đâu nó cho nó lấy kem vô lại. Tốt dính. Kìa cái con cái kìa. Đầy vậy chứ. Nó đang dính đầy mặt nó, bà nội dính đầy tay á. Hai bà cháu. Bó tay. Rồi, bà nội về giống như là một đứa trẻ vậy đó. Chuẩn bị thành đứa trẻ nè. Em bé mai em bé 80 tuổi kìa mẹ. Người mốt mà quên hết rồi. Rồi ngủ ngon nha. Lotion xếp vô cho nó. Rồi nó quên. Xong vô phòng ngủ. Vô nằm ba kìa, phòng ba có hai giường kìa. Vô nằm ngủ chung với ba đi. Có phòng riêng mà không ngủ phòng mình thì vô phòng ba ngủ. Phòng ba có hai cái giường đó. Thì nó ba qua giường nhỏ qua nằm, mới nằm giường bự á. Một ngày là như vậy đó. Sáng cứ dậy nó là bằng cái mắt thêm. Cà phê rồi ăn. Cái này nè, rồi răng, rồi xong rồi cà phê rồi ăn. Rồi. Xong rồi bánh trái để. Xong. Xong một ngày. Xong ngày. Một giờ mấy rồi. Rồi đói bụng chưa? Đói bụng không? Đói bụng không? Ăn một người ăn cái gì? Muốn ăn cái gì? Không. Cười cái nè. Chào mọi người đi. Chào mọi người đi. Chào mọi người đi. Có ai đâu mà chào. Có, đây đang quay nè. Chào đi mọi người đi, chào. Nó chào cái nha. Ai với ai rồi đó. Nhiều lắm. Chào đi, nói chào cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon.
chúc ngủ ngon. Ba con hả? Dạ, nói chúc ngủ ngon đi. Chúc ngủ ngon. Chúc bằng này ngủ ngon. Rồi má cũng ngủ ngon nha. Mọi người cũng chúc má ngủ ngon á. Dạ, chưa có ngủ được đâu. Ok. Thì nằm đi, nào cách điện thoại hay là gì đi. Chị nào ngủ thì ngủ. Còn thức còn chán. Dạ. Rồi nói là sao không nằm, cái nói chừng nào má ngủ má nằm, mà ngủ gì đó mà nói ngủ không chịu, gật gà gật gật vậy đó. Nói chung kêu vô phòng nằm, nói chung phòng lạnh lẽo lắm, không muốn vô, nằm đây.